빨리 복구된다, 복구하다, 회복하다. 이제 복구한다고 그래요. 수해 복구. 정상으로. 지금은 태풍 지나갔어요. 약이. 태풍 지나갔는데, 네. 뇨마, 알홍소. 아직 있어요? 홍수? 홍소래. 아, 그. 홍소 아직 있어요. 아. 강에 물 많아요. 강에. 좀. 홍강아. 용강에 물 많아요. 홍강 물이 많이 넘쳤어요. 녹아서 많이 높아졌어요. 높아졌어요. 네네, 수위가. 높아졌어요. 알겠어요. 시간이 지나면 아마 물이 낮아질 거예요. 오케이. 공부해요. 네. I'm 땅가오. 경우에 따라 상속인간의 유산 분배와 관련된 분쟁이 발생하여 법적 분쟁으로 이어질 수 있습니다. 독, 하이, 독. 네. 경우에 따라 상속인 간의 유산 분배와 관련된 분쟁이 발생하여 법적 분쟁으로 이어질 수 있습니다. 독하, 아이물 아이. 인. 너희 각 법, 노자, 리산. 아니에요. 이상해요. 또 있기. 네. 네. 꾹꾹 다우지아 대확지산 아니에요. 이상해요. 홍파. 흥가치는 이상해요, 홍파. 아 이산 경사 아니에요. 잠깐만요. 이건가 보다. 이건가 보다. 특히 또 있기. 각국 다우지아 비산. 그 의미 뭐예요? 도축은 조직하다인데 해산을 조직하다. 어떡하다. 네, 도축, 라, 조직하다. 이거 좀 이상하면 이거 안 하고 다른 거 해요. 내가 새로운 거 준비했어요. 이거 쉬운 거 해서 일상 표현에 관한 거 해요. 인타코테혹 매 국송 네. 잠깐만요. 제가 땡아아 그거 잘못했다. 일상 표현에 관한 이야기인데요. 이거 태행한 먼저 읽어볼게요. 일상 네. 표현은 온라인 언어 교환을 할때 매우 중요합니다. 언어 교환을 할때 우리는 서로 다양한 표현을 공유하게 되고, 시간이 지나 친구가 되면 일상에 대해 이야기를 나누기 시작합니다. 하루 동안 있었던 일을 아침부터 저녁까지 공유하거나 우리의 일상적인 루틴에 대해 이야기할 수 있습니다. 네. 또? 네. 이상 표현은 온라인 언어 교환을 할때 매우 중요합니다. 언어 교환을 할때 우리는 서로 다양한 표현을 공유하게 되고, 시간이 지나 친구가 되면 이상에 대해 이야기를 나누기 시작합니다. 하루 동안 있었던 일을 아침부터 저녁까지 공유하거나 우리의 이상적인 루틴에 대해 이야기할 수 있습니다. 네. 그 언어 공부할 때 언어 표현 중에서 일상
알고 있는 것은 중요해요. 왜냐하면 모든 사람들이 비슷한 일상 패턴을 가지고 있기 때문에 그래요. 네, 티앵벳 읽어주세요. 네, các biểu đạt hàng ngày rất quan trọng khi thực hiện trao đổi ngôn ngữ trực tuyến. Khi chúng ta tham gia vào các buổi trao đổi ngôn ngữ, chúng ta thường chia sẻ các cách diễn đạt khác nhau với nhau, và theo thời gian, khi trở thành bạn bè, chúng ta bắt đầu thảo luận về cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện về những gì đã xảy ra trong suốt cả ngày, từ sáng đến tối, cũng như nói về các thói quen hàng ngày của mình. Né, các vụ tất hàng ngày rất quan trọng khi thực hiện trao đổi ngôn ngữ trực tuyến. Khi chúng ta tham gia vào các buổi trao đổi ngôn ngữ, chúng ta thường chia sẻ các cách diễn đạt khác nhau với nhau, và theo thời gian thì cho tán bạn bè, chúng ta bắt đầu luôn về cuộc sống hàng ngày của mình. Chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện về những gì đã xảy ra lại ra trong suốt cả ngày, từ sáng đến tối, cũng như nói về các tối quên hàng ngày của mình. Ý nghĩa tiếng Việt là các vụ đặt hàng này mail vui đạt bueo các Các vụ biểu đạt là pyeongyeon. mail để cho hiện vui đạt đạt 아주 중요해요. 특히 trao đổi ngôn ngữ online 언어 교환을 실현할 때 특히 할때 실현 실언 할 때. 예 특히 이 중, 다, 담자, 우리가 참가하거나, 각, 보이자오, 도는 언어 교환에 참가할 때, 중다, 우리는 종종, 공유해요. 자, 세, 각, 젠, 닷, 각, 냐오. 각, 냐오, 서로 다른, 보이냐오, 보이냐오, 이냐라지? 함께? Diễn đạt chia sẻ các đạt khác보이냐오. với nhau là ô đi cả chi함께 nè các ô nhau đi cả chi hâm kề. 보 nhau 함께 서로의 이다딱 diễn đạt 이냐라지 Diễn đạt sẽ các cách diễn đạt tức là thể biểu hiện Pyeongyeon đấy, biểu đạt đấy.네 diễn đạt Pyeongyeon. 표현을 공유해요. 마 그리고 또이잔 là 시간을 따라가서 맞아요? 시간. 또이잔 시간이에요? 네, 시간. 따라가고 시간에 따라. 따라요. 기조 단 반배 친구의 조조 친구가 됐다. 아조단라 친구가 될때 중타바타오 다운 이야기를 시작하거나 매 국성 항라이과 민 나의 일상생활에 대해 이야기하거나 하기 시작하고 중타코테자세 우리는 서로 공유할 수 있어요. 가우첸 이야기를 공유하고 매는지 다스자이 사이자 중소강 강라이 하루 수업 수업가 나이 뭐예요? 수업 이냐라지? trong suốt하루 종일 하루 중에 수업가 나이 하루 중에서 자이라 나 사이라 일어난 일나 사이라 네, 일어나 일어난 일에 관한 이야기하거나 뚜쌍된 또이 아침부터 저녁까지 하루 중에 일어난 일을 이야기하거나 꿈 또는 노이베 각도의 꿈 일상 생활에 관한 것에 대해서 이야기 일상생활
네, 이야기할 수 있어요. 네네, 오케이. 이거 땡볕으로 이야기해 볼수 있어요? 땡볕. 땡볕. 네. 네. 일상편 설명. các biểu hiện hàng ngày à, các biểu đạt hàng ngày rất quan trọng khi khi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến. Né. Khi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến, khi trao đổi ngôn ngữ thì chúng ta sẽ nói bắt đầu Bắt đầu. chia sẻ à? Just say. Bắt đầu. Bắt đầu chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống thường ngày. Từ từ chứ. Chào tan bạn bè. Ở đâu? Chúng ta sẽ Bắt đầu chia sẻ đầu đầu bắt đầu đầu các đầu biểu hiện đa dạng cùng với nhau. nè Trải qua thời gian thì sẽ trở thành bạn bè nè và bắt đầu chia sẻ về câu chuyện cuộc sống hàng ngày. yeah nè để về số môn này Sau từ đó từ từ sáng đến trong suốt rồi một ngày từ sáng, chúng ta cùng yêu à chia sẻ trông chia sẻ công việc công việc trong suốt một ngày từ câu sáng chuyện đến tối, nên tôi nói hoặc câu là chuyện về trò chuyện về routine. Routine là gì? routine는 일상적인 생활 루틴 과정 Quà tròn á? quen yeah. Thói quen à? Thói quen quen hả? tôi quen ý nghĩa là gì Thói routine quen hàng ngày. Ý sang tranh hoại. Ilsang để tôi quyền cứ gọi ở nhà người cắt thêm linia cũng nhau cắt thêm ý nghĩa Routine. routine gọi Ilsang sang ngoài routine cũng 길지만 우리가 그때 기억이 관점 이거 내용 기억하는 것도 사실 중요해요. 기억. 오케이. 읽어볼게요. 특히 목표로 하는 언어를 배우는 좋은 방법은 일상적인 루틴을 표현하는 연습을 하는 것입니다. 이렇게 하면 스스로를 더잘 표현할 수 있고 일상에 대한 대화를 나누는 것이 더 쉬워집니다. 이러한 기회는 온라인 언어 교환뿐만 아니라 현지 사람들과 친구가 됨으로써도 가능합니다. 이런 친구를 관계를 통해 원어민들이 사용하는 자연스러운 일상 표현을 배울 수 있습니다. 네, 읽어주세요. 네, 특히 목표로 하는 언어를 배우는 좋은 방법은 일상적인 루틴을 표현하는 연습을 하는 것입니다. 이렇게 하면 스스로를 더잘 표현할 수 있고 일상에 대한 대화를 나누는 것이 더 쉬워집니다. 이러한 기회는 온라인 언어 교환뿐만 아니라 현재 사람들과 친구가 됨으로써도 가능합니다. 이런 친구 되기를 통해 원어민들이 사용하는 자연스러운 일상 표현을 배울 수 있습니다. 네, 잘했어요. 뭐, 잠깐만요. 네. 네, 읽어주세요. 뭐,
tuyệt vời để học ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ đích, là luyện tập cách diễn tả các thói quen hàng ngày. Bạn có thể cải thiện khả năng diễn đạt của mình và nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi tham gia vào các cuộc trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Có rất nhiều cơ hội để làm điều này, không chỉ thông qua các buổi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến mà còn bằng cách kết bạn với người địa phương. Thông qua những mối quan hệ này, bạn có thể học được những cách diễn đạt tự nhiên hàng ngày mà người bản ngữ sử dụng. Nè, một cách tuyệt vời để học ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ đích, là luyện tập các diễn tả các thói quen hàng ngày. Bạn có thể cải thiện khả năng diễn đạt của mình và nó sẽ trở nên dễ dàng hơn khi tham gia vào các cuộc trao chuyện về cuộc sống hàng ngày. Có rất nhiều cơ hội để làm điều này, không chỉ thông qua các buổi trao đổi ngôn ngữ trực tuyến mà không vãng các kết bạn với người địa phương. Thông qua những mối quan hệ này, bạn có thể học được những các sự diễn đặt tự nhiên hàng ngày mà người bạn nữ sử dụng. Ý nghĩa câu tiên về là một một cách tuyệt vời để học đồng được ono béo nên chỗ vun thẳng bờ một cách Bè tuyệt luôn. vời ono béo nên chỗ vun thẳng bờ vun đặc biệt là nữ chị đích phổ nhóc khăn gọi đích Ngôn ngữ đích. đích phổ nhóc Đích mà là rồi. anh Là em ngôn ngữ. nông nô đích chúng ta này Ngôn ngữ là đích là ngôn ngữ đích đích. Mùa xuân tốt tất xỉu, đích mà lại. phổ nhóc khăn gọi anh em routine routine routine이라고 나오는데 아니에요 Lưu thích.아니에요 À, đấy là ngôn ngữ mà. quen이 루틴이고 언어 특별히 언어를 이거 좀 이상해요 로 루엔탑 연습하는 거예요 젠 뭐예요 젠 아. Luyện tập dọn sức예, 딱 젠타 뭐예요 젠타 diễn tả là diễn tả tức là miêu Miêu xài tả các tôi quan hàng ngày từ ilsang pheon ilsang routine에 hoặc là대해 묘사하는 diễn방법을 표현하는 tả걸 연습하는 tức거예요. là네네네. 띄어연 당신은 그때 가이드엔 개선할 수 있어요. 가능 그 옌탓 표현 떠나왔네. 옌탓 또한 이랬다. 당신의 일상의 가능한 개선을 할수 있어요. 바 그리고 너 이것은 세조는 제장 쉬워요. 더 쉬워요. 이 남자 참가해요. 마오 참가. 꼭 조촌 대화 조촌은 저 주. 대화 대화 꼭 상당히 이야기하다. 예, 매일의 삶에 관한 이야기에 해서 참가할 때더 쉽게 알수 있어요. 잔류 많이 해요. 거의 기회가 많이 가지면 남주나 이렇게 하는 기회를 많이 가져요. 성취뿐만 아니라 통과 각 보이자오 너의 농누 직전 온라인 언어 교환하는 것뿐만 아니라 마콘 방각 개반 보이모의 작품 지역에 있는 사람들과 연결해요 개반 라
아, 제빵 맞나요? 교류해요? 제빵. 네. 예. 딱 제빵 친구. 하는 할 수도 있어요. 똥과 이런 과정 맞아요? 똥과. 통과라 통해. 아, 통해서 농모의 통해서 관계나의 이 관계. 관계를 통해서 당신은 반고태 혹더 공부할 수 있어요. 떡, 능, 딱, 옌, 딱, 표현, 뚜, 옌, 아, 옌, 항나이. 날마다에서 망오이 반, 유, 수중. 수중, 사용하는 건데. 눈, 뭐예요? 누, 언어? 농누? người bản ngữ làm사용하는 언어? 시민 tư à아, 누가 시민이에요? 누이 người bản방누? ngữ là về cu đấy đặc아, thải. 누이 방누? 외국인이 사용하는 거할수 있어요. 아, 이거 그러면, 아, 예. 이거 한번 팀백으로, 아, 누이 방누 라 원어민. 누이 방누. 네, 왜 맞는 거라 아, 네네. 이 원어민. 학생을 베트남어로 이야기해 봐요. 네, 딱빛, 딱빛. cách tốt để học ngôn ngữ Đặc với mục biệt. tiêu đặc biệt là luyện tập các biểu hiện về cuộc sống hàng ngày. Nè, quan hàng ngày. Nếu làm như thế thì có thể Ok. sư sờ có thể diễn đạt tốt hơn. Tốt hơn, nè. Tên đã tốt Sư hơn. sờ là bản thân à? Dễ dàng. Có thể diễn đạt tốt hơn và cái chia sẻ các cuộc nói chuyện về cuộc sống hàng ngoài cũng về cuộc sống hàng ngày cũng sẽ dễ dàng hơn. Nè, dễ dàng hơn. Cơ hội Có cơ hội này. này thì không chỉ Cao đổi nông trao đổi ngôn ngữ chuyện. online Thật chuyện. Cao đổi nông nước thật chuyện. trao Lại. đổi ngôn ngữ trực tuyến Dạ. mà À. có thể trở À. thành bạn với người hiện hoan chị người hiện hiện tại À, cá tiền, khả năng là thế kia. Cá tiền là chính vụ, khả năng. chinh cu bạn bè Thăm mẹ, cá tiền. trở thành bạn bè với những người với mọi người và Quan trọng, thông qua mối quan hệ quan bạn nên bè thế như thế này. này thì có thể học các biểu hiện cuộc sống hàng ngày một cách tự nhiên mà người người bản ngữ đang sử dụng. Nhồi bằng nước đang sử dụng. Ok. Có thể hiểu. 예를 들어. 네. 비즈 아 우리 캔 너무 비주, 재밌어. 비주. 예를 들어. 비즈 비주. 예를 들어 비주. 아 네. 예를 들어 소셜 네트워크나 SNS인데 SNS를 통해 사람들과 연결할 수 있고 그들이 당신의 언어를 배우고 있지 않더라도 대화에 관심을 가질 수 있습니다. 이를 통해 자신의 일상과 루틴에 대해 이야기하며 실제 상호작용을 통해 언어 능력을 향상시킬 수 있습니다. 네. 네, 예를 들어 소셜 네트워크나 SMS를 통해 사람들과 연결할 수 있고 그들이 당신의 언어를 배우고 있지 않더라도
와이 관심을 같이 수 있습니다. 이를 통해 자신의 일상과 루틴에 대해 이야기하며 실제 상호 작동을 통해 언어 능력을 향상시킬 수 있습니다. 네. 비주 반고 읽어주세요. 네. Ví dụ, bạn có thể kết nối với mọi người trên các mạng xã hội hoặc qua tin nhắn SMS. Và ngay cả khi họ không chủ động học ngôn ngữ của bạn, họ vẫn có thể quan tâm đến việc trò chuyện với bạn. Điều này cho phép bạn chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của mình và thói quen của mình. Từ đó giúp cải thiện kỹ năng ngôn ngữ qua giao tiếp thực tế. Ví dụ bạn có thể kết nối với mọi người trên các mạng xã hội hoặc qua tin nhắn. Tin nhắn là message죠, tin nhắn. Các tin nhắn. SN이에요, M 아니고 SN. Social Network System이라고 해서 SN인데 잘못했어요. M 아니고 홍 M, 라 N, SNS. 마 그리고 나의 기호 홍주 농호 농무과 반 호반 것에 관담된 the children boy 단유 나의 조팩 반자 세눈 가우트렌 내 극성 한나의 과민다 또이 관관 그 도적 발견 기나 kỹ năng ngôn ngữ vượt qua giao tiếp ví dụ yêu đương anh xin hát sĩ sở yêu gái hát sĩ sở kênh nói với mỗi nói Ok, yêu đương mỗi nói hàm nên yêu đương xin yêu đương chào. Giờ ra từ mỗi nói trên các mạng xã hội social network mạng xã hội 같은 말이에요. 그리고 과줄수 있어요. 과 진년 SNS 그 메시지를 전달할 수 있어요. 막 그리고 메시지. 진년 라 메시지 막 그리고 메시지. 나이가 기호 그들이 홍 주동 나지 Chủ động là배우지 chủ않아요. động. 홍주 배우지 않아요. 당신의 언어를 배우지 않아도 홍주동 않아도 호반 그들 또한 그때 관담 참여할 수 있어요. Then back to join then 당신과 함께 대화에 참여할 수 있어요. 이거는 뭐냐면 일상생활에 대해 이야기할 때꼭그 언어를 배우지 않아도 아마도 취미가 같으면 소띡 있으면 서로 대화할 수 있어요. 언어 상관없이. 그러니까 언어 배우는 목적 있으면 더 좋은데 그한 사람은 언어 배우고 있고 다른 사람은 언어 안 배워도 꼬테 자우트웬 이야기할 수 있어요. 뉴네 이것을 또 빱이냐 하지? 빱. 쇼 펩 라 허락하다. 허락해 준다면 반 이야기를 나눌 수 있어요. 자세 융 가오첸 국성 항아의 과민 당신의 일상 생활에 대해서 이야기 나누거나 또이 과의 과민 당신의 일상 루틴에 대해서 이야기할 수 있어요. 유도적 발견 이게 노즈 개선. 개선해줘요. 그냥 녹는 언어 의사소통 특혜 인양하지 thực tế là 실제. 실제로 오케이 실제 의사소통의 언어 기능을 개선하는데 도움을 줄수 있어요 있어요 그 오케이 then 네, 한번
thêm biết 얘기해 주세요. 네. Ví dụ bạn có thể kết nối với mọi người thông qua mạng xã hội hoặc là tin nhắn SMS, và họ họ có dù không học ngôn ngữ của bạn mà nhưng vẫn có quan tâm, Quan tâm này này câu câu chuyện có quan tâm để nói chuyện, trò chuyện. Thông qua điều này thì có thể chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của bạn, có thể về cuộc sống hàng ngày của bạn này, và thông qua sự hỗ trợ tương tác thực tế. Cái gì à? Sang hô trả cô là thông qua tương tác. Chúng ta chúng ta Tương tác thì có thể cải thiện năng lực ngôn ngữ. nè nè thức thể non nữ Thực tế, thực tế. nè nè giao tiếp thực thể giao tiếp thực thể이거 이 주제는 내가 그 일상생활 표현을 하는 것이 중요하다는 생각을 해서 만들었어요. 우리가 언어 공부할 때 일상생활 하는 표현 많이 알아야 돼요. 그러면 대화하기 쉬워요. 핵심은 이러한 일상 표현을 실험해 보는 것입니다. 연습을 통해 대화 능력과 이해력을 향상시킬 수 있습니다. 외국어로 스스로를 명확히 표현하는 것은 연습할수록 더 쉬워집니다. 여기 아침부터 밤까지 일상적인 루틴을 설명할 수 있는 20개의 문장이 있습니다. 20개의 문장이 있습니다. 같은 표현이에요. 하이독, 가오. 네. 핵심은 이러한 일상 표현을 실험해 보는 것입니다. 연습을 통해 대화 능력과 이해력을 향상시킬 수 있습니다. 외국어로 스스로를 명확히 표현하는 것은 연습할수록 더 쉬워집니다. 여기 아침부터 밤까지 이상적인 루틴을 설명할 수 있는 20개의 문장이 있습니다. 네, 독, 헤이 독, 땡, 까오, 땡, 뱃. điều quan trọng là thử nghiệm với những cách diễn đạt này, vì việc luyện tập sẽ cải thiện kỹ năng trò chuyện và hiểu biết của bạn. Diễn đạt bản thân rõ ràng trong một ngôn ngữ nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn luyện tập. Dưới đây là 20 câu có thể giúp bạn mô tả thói quen hàng ngày của mình trong ngôn ngữ đích. Trong ngôn ngữ đích, ngôn ngữ đích, ngôn ngữ đích. Điều quan trọng là tư nhiệm bởi những cách diễn tập này vì việc luôn thấp sẽ cải thiện kỹ năng cho chuyện và hiểu biết của bạn. Diễn tập bản thân rõ ràng trong ngôn ngữ nước ngoài sẽ số nên là dễ dàng hơn khi bạn luyện tập. Rồi đây là 20 câu có thể giúp bạn một tôi quen hàng ngày của mình chọn ngọn người trích. Iko는 you, Iko sẽ 중요함은 핵심은 you 관종을 핵심이라고 할수 있나 봐요. 라 2년 2년 보이는 능력과 같이 엔딱 나이
Tiền đất 표현하는 방법을 가지고 뚜니엔, 이냐 라지 뚜니엔? Tự nhiên á, thử nghiệm á. Yeah. Thử nghiệm뚜니엔. á.네, 이냐 Thử라지? nghiệm là si si tô à? 아, 시도입니다. 미 이기 때문에 룬탑 연습은 대화나 그 당신의 이해 능력 기능을 개선시킬 수 있어요. 젠다 표현 반 Ok. 단 조장 명확해요. 단단 조장. Diễn đạt bản thân rõ ràng là명확하게 해줘요. 자신 à? 대신 자기 자신의 표현해요. 명확히 명확하게 표현. 해줘요. 도와줘요. 동목 농누 능로 외국어예요? trong một ngôn ngữ능로 능 외국? nước ngoài là về Google. 외국어. 농누 능어 글쎄 조낸조낸낸 대장 저 쉽게 진짜 해줘요. 당신이 쉽게 연습할 좋아요. 때도 쉽게 해줘요. 조이다이라 조이다이 이냐라지 여기에 아래 아래 아래에 조이 아래 다이라 여기 아래 여기에 20개 할머니가 보태 20개 문장이 당신이 뭐다 또 좋아하는 좀 농무직 언어 활동에서 즉 당신의 일상 루틴 또 이분 당나 일상 루틴을 갖는 데 도와줄 거예요. 설명할 수 있을 때 도와줘요. 오케이. 네, 한번 땡볕 얘기해 주세요. 네, việc thử nghiệm mà là hết sim là việc quan trọng điều quan trọng là thử nghiệm các cách diễn đạt hàng ngày như như sau à thì đo han thông qua luyện tập thì có thể cải thiện sự hiểu biết, cải thiện năng lực về nó, năng lực nói chuyện nào, và hiểu biết và năng lực hiểu biết Yeah, đó, chưa biết. cái Quan. biểu hiện diễn đạt bản thân bằng rõ bằng một cách rõ ràng bằng ngôn ngữ nước ngoài là có thể càng dễ dàng Đúng rồi. có càng dễ dàng hơn để luyện Chưa tập lại. Chưa sang lên đại từ sáng